chiêu đạo những việc tướng tình như việc thân thể phi thuốc đó là vui thế lắm. Nhưng mà điều trị và ngựa thời vô đức con sau này thì phạm đã chỉ đồ bỏ là cái năm ba rồi đó là có thể là người dân vừa bị hại lúc hồ mà bộ phong kiến đã là bộ pháp sau này thì con sẽ là trường một người ra phải đến tới 13 người vua họ là vua hoặc ngoài đi đến việc trường luôn chứ không còn như hơi nữa. Sự nghĩa của vua đâu biết cho nên những việc của mình nào nó là một trường nhân nghiệp trương trong này cho nên mình có một cái bài thơ ta biết tên gọi chứ không là mình tên gọi của vua nhưng định chữ vinh và bình thủy cũng cho nên mình sẽ biết cái thơ của bài của nhân nghiệp và quay lại với các mùa hải đình của vua thì khi chọn mặt đất để xây dựng văn thì bao giờ chọn khi con sợ cả vì đấy con sẽ là nơi làm việc sinh hoạt của nhà vua khi ngài còn sống bởi vì ngày xưa các ngài có nghề như này sinh kỹ tự quy tức là sống gửi thẳng về sống thì nó phản đồ thôi còn bên kia là việc thành thật sự cho nên bản phẩm rất được coi trọng dù cả ngài không sử dụng được khi còn sống thì nó cũng sẽ phục vụ cho việc thể hiện bình an ở bên kia cho nên không quan tâm là khi đó con sống vua sẽ sử dụng được mấy năm nó sẽ làm cho thể hiện khi mình đang vua cho nên khi mà xây dựng lăng thì chúng ta thấy bao giờ cũng sẽ có những nơi dành cho cả quan hay là của nhà vua. Thì đầu tiên là phần đầu tiên này là hai ngôi nhà gọi là tả thủ tùng từ tả thủ thì các em phải xác định từ trong ra ngoài thì không phải là từ ngoài vào trong cho nên vì sao như vậy thì cần phải từ trái phải như vậy thì thật sự hai ngôi nhà này ngày xưa sẽ dùng cho cả quan khi vua còn sống và làm việc ở đây thì sẽ có hai cái dãy nhà dành cho cả quan vì các hai tiện đồ lại trang phục vào tổ sở của mình và chờ để nhà vua được gọi để làm việc ở cái điểm chính và sau khi vua mất thì hai ngôi nhà này sẽ trở thành ngôi thờ từ của các quan tương tự ở cổ tế nổ đây là cũng sẽ như vậy và cả năm nhà được thế nhưng rất tiếc rằng hai ngôi nhà trong mặt cái đình chỉ có ý nghĩa tượng trưng chứ chưa bao giờ được sử dụng con tầng thứ hai là sân châu thì mình đã không có được lắng nào ở Huế chứ mà chưa có thì thật sự lắng tầm ở Huế sẽ bố trí nhà bia cùng với sân châu ở phía bên ngoài thì sân châu này nó sẽ tượng trưng cho những người binh lính hầu cận của nhà vua sẽ theo hầu cả ngày ở phía bên kia sống có người hầu hà thì khi bước đi phải có người theo hầu ta thật sự đã đấy thì những hàng từ bản này cực cho tình hình thật là một một đột kích từ sự thật của những người hải đình ngày xưa những hàng từ bản này không được đẹp độ cao như vậy đó bởi vì lắm tầm là tượng trưng cho người tội tâm và dưới phải từng âm suy thì mọi việc mới khai hoa mới đạt được những những hàng từ bản này
Yeah.